Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài tập 88 sách giáo khoa trang 36. Đề bài như sau: khi chia số tự nhiên A cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số A có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không? Vậy để trả lời được câu hỏi này thì cô và các bạn sẽ cùng đi ôn lại kiến thức của bài học ngày hôm nay. Các bạn giở lại cho cô sách giáo khoa trang 34 và trang 35. Chúng ta có hai tính chất cần phải nhớ. Tính chất thứ nhất, nếu A chia hết cho M, B chia hết cho M thì sẽ suy ra được là A cộng B sẽ chia hết cho M. Và tính chất thứ hai, nếu A không chia hết cho M, B chia hết cho M thì ta sẽ kết luận được là A cộng B không chia hết cho M. Vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hai tính chất này để kiểm tra xem là số tự nhiên A có chia hết cho 4 hay là có chia hết cho 6 hay không. Cô sẽ đi trình bày lời giải chi tiết cho bài toán này này. Khi chia số tự nhiên A cho 12, ta được số dư là 8. Vậy thì trước tiên, nếu như cô gọi thương của phép chia này là Q, gọi Q là thương của phép chia A cho 12. Vậy thì đây là phép chia có dư, khi đó số bị chia là A. Khi đó này, số bị chia là A sẽ bằng thương, thương là Q nhân với số chia là nhân với 12 và cộng với số dư ở đây thì chính là 8 đúng không ạ? Đây, phép chia A cho 12 ta được số dư là 8. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất chia hết để xét xem là số A này có chia hết cho 4 và cho 6 hay không. Cộng đồ dòng thứ nhất này. Bây giờ cô sẽ kiểm tra xem là hai số hạng ở đây có chia hết cho 4 hoặc là có chia hết cho 6 hay không. Ta có này. Ở đây cô sẽ tách này. Q nhân 12 cô sẽ tách thành là Q nhân 3 và nhân 4. Thì rõ ràng các bạn thấy này, 4 là một thừa số của phép nhân này. Vậy thì đương nhiên là tích này sẽ phải chia cho 4 đúng không ạ? Vậy cái tích này sẽ chia cho 4. Lại có 8 thì rõ ràng là chia cho 4 rồi. 8 chia cho 4 được 2 đúng không ạ? Vậy từ hai điều này chúng ta kết luận được là Q nhân 12 cộng 8 sẽ chia cho 4. Hay nói cách khác chính là A chia cho 4 đúng không ạ? Vậy suy ra A bằng Q nhân 12 cộng 18 sẽ chia cho 4. Bởi vì từng số hạng chia cho 4 nên là tổng của hai số hạng đó sẽ chia cho 4. Vừa rồi là chúng ta đã áp dụng tính chất thứ nhất đúng không ạ? Tương tự chúng ta sẽ kiểm tra xem là A có chia cho 6 hay không. Bằng cách là ta sẽ đi xét xem từng số hạng có chia cho 6 hay không. Lúc này Q nhân 12 cô sẽ tách thành là Q nhân 2 và nhân với 6. Thì rõ ràng 6 là một thừa số. Vậy thì tích này sẽ chia cho 6 đúng không ạ? Nhưng ta lại có này, 8 thì lại không chia cho 6. 8 chia cho 6 sẽ dư 2 đúng không ạ? Một số hạng không chia hết thì chúng ta sẽ kết luận là tổng đó không chia hết đúng không ạ? Từ hai điều này suy ra A bằng Q nhân 12 cộng 18 sẽ không chia cho 6. Rồi như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn giải bài tập 88. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.